Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đón xem bản tin thời tiết nông vụ ngày 3 tháng 7. Thưa quý vị và bà con, sang tới ngày mai thì vùng thấp nóng sẽ dần tác động tới thời tiết của khu vực Bắc Bộ nên là trời phổ biến có nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động ở mức là từ 32 cho đến 34 độ, một số nơi có thể trên 34 độ. Tuy nhiên, dấu hiệu nắng nóng sẽ sớm suy giảm do một bộ phận không khí mát có thể sẽ di chuyển dần xuống phía Nam và nhanh chóng trung hòa vùng khí nóng trên Bắc Bộ. Từ chiều và đêm mai thì tại khu vực Tây Bắc và khu vực Việt Bắc sẽ xảy ra mưa rào và dông. Một số nơi vẫn có khả năng là có mưa vừa đến mưa to, vì vậy bà con hết sức lưu ý cảnh giác khi mà lưu thông vào thời điểm này. Thưa quý vị, hiện khu vực các tỉnh thành miền Bắc đang tập trung lấy nước để gieo cấy vụ mùa. Đây cũng là điều kiện thuận lợi cho ốc bươu vàng từ mương, máng hay là ao hồ theo nguồn nước xâm nhập vào trong ruộng. Để chủ động phòng trừ hạn chế thiệt hại của ốc bươu vàng đối với lúa vụ mùa 2014, thì bà con các địa phương cần phải tổ chức phòng trừ ốc bươu vàng trong giai đoạn chuẩn bị gieo cấy và trong suốt quá trình sinh trưởng phát triển của lúa mùa, đồng thời đẩy nhanh tiến độ gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất. Bà con cần phải tăng cường kiểm tra đồng ruộng, xác định được những địa điểm thường bị ốc bươu vàng gây thiệt hại, tổ chức phòng trừ kịp thời và hiệu quả. Trở lại với những thông tin thời tiết tại Tây Nguyên và Nam Bộ. Thưa quý vị, từ chiều tối và đêm mai thì gió Tây Nam sẽ hoạt động mạnh trở lại, kết hợp cùng với những nhiễu động từ biển vào sẽ tạo điều kiện cho mưa dông tăng lượng. Đặc biệt, vùng dự báo có mưa với cường độ lớn sẽ là tại khu vực ven biển từ Vũng Tàu cho đến Cà Mau, toàn bộ khu vực miền Đông Nam Bộ cũng như là vùng Trung và Nam của Tây Nguyên. Còn có thể xảy ra mưa vừa đến mưa to kèm theo gió giật lốc xoáy trong cơn dông. Thưa bà con, trời mưa và độ ẩm cao là điều kiện để cây trồng nói chung và cây cacao phù hợp với tiết trời ẩm ướt phát triển. Chính vì vậy, trong mùa mưa ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, cành lá cacao phát triển nhanh và nhiều. Và nếu để cho vườn rậm rạp, không thông thoáng cũng là yếu tố giúp cho bọ xít muỗi phát triển. Bọ xít muỗi trích hút nhựa nên làm cho hoa không phát triển thành trái, rất ít hạt. Vết thương do bọ xít muỗi trích hút thì cũng tạo đường cho nấm xâm nhập. Ngoài ra thì sâu hồng, bọ cánh cứng, hại lá cũng tấn công mạnh vào mùa mưa, nhất là những vườn không thông thoáng. Chính vì vậy mà bà con nên tiến hành tỉa cành lá thường xuyên, nhất là với những cành vô hiệu, đồng thời cũng phải rong tỉa bớt các cành nhánh cây che bóng. Điều này sẽ giúp cho phòng bệnh hại cây cacao trong mùa mưa. Nơi có tiết trời nắng nóng nhất cả nước lúc này đó chính là khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Phú Yên với mức nhiệt độ là từ 35 cho đến 37 độ. Nắng nóng quay trở lại và có khả năng còn kéo dài, bà con cần chủ động các biện pháp tưới tiêu nước, chăm sóc cây trồng vật nuôi thích hợp. Và tiếp theo xin mời bà con cùng theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Thưa bà con, với các tỉnh thuộc khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây và có mưa rào vào đêm và sáng. Ban ngày tại đây trời có nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 33 độ và độ ẩm trung bình là từ 85 cho đến 90%. Đối với các tỉnh thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây và có mưa rải rác tại các tỉnh vùng núi vào đêm và sáng. Trưa chiều thì trời có nắng, nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 cho đến 34 độ và độ ẩm trung bình là từ 85 cho đến 90%. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế có mây thay đổi, ngoài ra thì còn có mưa ở vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất là 33 cho đến 36 độ và độ ẩm trung bình là từ 78 cho đến 83%. Các tỉnh ven biển từ thành phố Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, mây thay đổi, có mưa ở vài nơi, ngày thì có nắng nóng. Tại phía Nam, khu vực từ Khánh Hòa cho đến Bình Thuận thì nhiều mây hơn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất là từ 24 cho đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là 35 đến 37 độ và độ ẩm trung bình là từ 82 cho đến 87%. Tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cần phải đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất là từ 21 cho đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất là 27 cho đến 29 độ và độ ẩm trung bình là từ 83 cho đến 88%. Các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất là từ 24 cho đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là 29 cho đến 32 độ và độ ẩm trung bình là từ 83 cho đến 88%. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.